Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Chuyện chưa kể về hôn lễ cổ tích của Dương Đình Chí Thanh Ngân. Đám cưới của Dương Đình Chí Thanh Ngân để lại ấn tượng không phải bởi sự xa xỉ hai độ nổi tiếng của hai nhân vật chính mà bởi nhiều người đã rơi nước mắt. Ngày 7 tháng 11, lễ cưới của Dương Đình Chí Thanh Ngân thu hút sự chú ý của công chúng. Sau 3 năm yêu nhau đầy sóng gió, cặp sao về chung nhà trước sự chứng kiến của người thân bạn bè và nhiều đồng nghiệp thân thiết bên cạnh nụ cười hạnh phúc cả hai và nhiều khách mời đã rơi nước mắt trong hồn lễ tuy nhiên đây là những giọt nước mắt của sự xúc động hạnh phúc bởi như trình khắc hương nói và hát trong đám cưới thì sau tất cả họ lại về với nhau trong ngày trọng đại thanh ngân chọn váy cưới form dáng cổ điển giống nàng công chúa trong chuyện cổ tích đây cũng là mong muốn mà cô từng tiết lộ với nhà thiết kế trung thanh phong khi bàn về ý tưởng váy cưới không gian đám cưới được thiết kế hoàng tráng với rất nhiều hoa tươi đắt đỏ như cẩm tú cầu hồng trắng và địa lan toàn bộ tiệc sử dụng tông màu trắng chủ đạo để trang trí vì đây là màu thanh ngân yêu thích săn sâu khấu làm bằng mặt kính ngập tràn hoa bên dưới không khác gì những đám cưới xa hoa của các ngôi sao hollywood thế nhưng đây lại là sự trân trọng mà Dương Đình Trí dành cho vợ. Trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nữ nghệ sĩ đã bật khóc từ những bước chân đầu tiên lên lễ đường. Cô tiết lộ, Phương cứ nghĩ mình sẽ mạnh mẽ lắm, sẽ không khóc đâu, nhưng không ngờ khoảnh khắc này quá thiêng liêng. Mối tình dài 8 năm của cặp sao có không ít thăng trầm. Cả hai bén duyên khi cùng hợp tác trong phim 49 Ngày Yêu. Ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng đây là chiêu trò pr phim thế nhưng họ vẫn bên nhau nhiều lần công chúng xôn xao trước tin đồn dương đình chí thanh ngân chia tay hoặc có người thứ ba trên ngang mối tình này tuy nhiên lần nào cả hai cũng chọn cách im lặng thay cho câu trả lời ngay trên sân khấu hôn lễ danh hài sứ quảng kể lại những tháng ngày đối diện với scandal hai chúng tôi từng ngồi với nhau khóc đến sáng khóc không phải vì sợ chuyện buồn đến không phải vì sợ cuộc đời mình chua chát mà khóc vì lo ba má ở nhà không ngủ được hai chúng tôi cái gì cũng vượt qua được nhưng ba khóc ba bệnh mà khóc má buồn thì chúng tôi không vượt qua được anh cho biết chúng tôi luôn ước một điều là bằng mọi giá phải hạnh phúc không phải để cho mọi người nhìn vào thấy chúng tôi hạnh phúc thấy chúng tôi không đùa giỡn mà duy nhất vì để ba má chúng tôi đừng khóc thật lòng như vậy còn tình yêu của hai chúng tôi thì không cần khẳng định gì cả dương đình trí rơi nước mắt khi chia sẻ trong khi đó đứng cạnh anh thanh ngân cũng không kiềm được nước mắt cô khóc nghẹn trước những trải lòng của dương đình trí cô ân cần lau nước mắt cho chồng dương đình trí tiết lộ ban đầu hai vợ chồng thỏa thuận sẽ không chia sẻ gì bởi vì biết khi nói ra sẽ khóc làm mọi người buồn nam ca sĩ nhiều lần phải ngưng nói vì nghẹn ngào có những lúc hai chúng tôi thấy bình thường nhưng ba vẫn nhắn con có buồn thì về đây với ba mà chúng tôi không dám về lúc đấy chỉ về lúc vui thôi tôi cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương chúng tôi và hôm nay đã có mặt ở đây để chứng kiến chúng tôi hạnh phúc chúng tôi hứa sẽ không làm mọi người thất vọng dương đình trí khẳng định đã rất lâu rồi sau hàng loạt biến cố tình cảm mọi người mới được chứng kiến một Dương Đình Trí xoài ca với những lời đậm chất ngôn tình dành cho Thanh Ngân. Những chia sẻ chân thành của cặp sao khiến khách mời Dương Dương, tất cả đều đứng lên vỗ tay. Chứng minh cho những lời nói này là hình ảnh mười khó ân cần chăm sóc vợ từ buổi lễ rước dâu đến đám cưới. Không khó để nhận ra sự yêu thương từ ánh mắt anh dành cho vợ. Lúc nào anh cũng cẩn thận nắm tay Thanh Ngân, chỉnh tóc, lau nước mắt cho cô. Đám cưới này còn đặc biệt bởi người khóc nhiều nhất trong hôn lễ không phải Dương Đình Chí hay Thanh Ngân mà là mẹ cô dâu. Bà khóc từ những giây phút đầu tiên bắt đầu buổi lễ vì hạnh phúc khi hai con vượt qua sóng gió để nên duyên vợ chồng. Đám cưới của Dương Đình Chí Thanh Ngân có rất nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng. Ca sĩ Hồng Ngọc từ Mỹ về Việt Nam để dự đám cưới hai người em. Cô đã chọn ca khúc vùng trời bình yên. Hồng Ngọc tâm sự bản thân nhiều lần chứng kiến những thăng trầm trong tình cảm của Thanh Ngân Dương Đình Chí. Vì vậy, cô muốn xua đi những đám mây đen để đem lại vùng trời bình yên cho hai em. Trải qua nhiều sóng gió, Thanh Ngân vẫn chọn cách bên cạnh Dương Đình Chí, bảo vệ tình yêu của mình. Điều này cũng khiến người em thân thiết của cô là Khắc Hương cảm động. Thanh Ngân cùng Dương Đình Chí là cặp đôi đẹp một thời của làng nhạc Việt. Từng có tin đồn tình cảm xong cặp đôi không lên tiếng. Năm năm qua, khán giả thấy họ không còn hợp tác chung. Mới đây, cặp đôi trở lại trong chương trình mang tên Love for Stories do Dương Đình Trí tổ chức. Cảm giác vẫn như những ngày đầu dung cảm cùng Thanh Ngân trên sân khấu. Dương Đình Chí dành sự quan tâm đặc biệt cho người bạn thân sau 5 năm xa cách. 5 năm qua, cặp đôi làng nhạc lặng lẽ rời xa nhau không hợp tác chung. Trên sân khấu chương trình mới, lần đầu tiên thanh ngân làm cô dâu của dương đình trí dương đình trí tâm sự duyên số là do trời định anh và thanh ngân quý mến như người một nhà thường tâm sự mỗi đêm xong chuyện riêng không muốn chia sẻ quá nhiều trên báo giới năm năm quá nhiều tin nhắn hỏi thăm về cuộc sống cặp đôi song dương đình trí và thanh ngân nhất định im lặng chúng tôi thường trò chuyện cùng nhau qua điện thoại giữa đêm khuya sau khi đi diễn về mới có thời gian Tôi hiểu Thanh Ngân là người gần gũi, sống tình cảm và rất có trách nhiệm với gia đình. Còn giữa chúng tôi có gì hay không, xin phép không chia sẻ lúc này. Cả hai mới vừa trở lại sau 5 năm hiểu lầm nên không muốn thêm một lần đứt gánh giữa đường. Kể cả khi chỉ là tình nhân trên sân khấu, tôi vẫn mong tình cảm này trọn vẹn, anh nói. Thanh Ngân tâm sự với duyên dáng Việt Nam, cô vẫn quỳ mến Dương Đình Chí. Còn chuyện yêu đương, hơn giận hay không chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Bản thân người đẹp không muốn đem tình cảm cá nhân vào đời sống âm nhạc. Là con gái út của hai nghệ sĩ Hoài Châu, Kim Hoa, Thanh Ngân thuộc về thế hệ thứ tư trong đại gia đình nghệ sĩ tài danh có bốn đời theo nghề hát từ thập niên 1930 đến nay. Từ nhỏ, chị rất thích hát tân nhạc và từng đi thi giọng hát hay, được cố nghệ sĩ Phạm Trọng Cầu khen ngợi vì năng khiếu. Tuy vậy, theo ý nguyện của cha mẹ, chị đi theo đoàn hát của gia đình và mau chóng thành danh như một nghệ sĩ cải lương tài sắc vẹn toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.